Lòng khách của Watford, Man United được kỳ vọng sẽ tìm lại được niềm vui chiến thắng. Lý do vì Watford chơi cực tệ trong thời gian qua và đang đứng ngay trên nhóm cầm đèn đỏ. Dù được đánh giá cao hơn, nhưng đội khách lại nhập cuộc chậm chạp và để cho Watford dồn ép. Phút 28, đội chủ nhà mở đường tỷ số do công của Joe Sukin. Phút 44, Valencia chiếc điểm thoải mái trong vòng cấm và hạ gục David De Gea với cú sút chéo góc hoàn hảo nâng tỷ số lên 2-0. Sau giờ nghỉ, Donny van de Beek được tung vào sân và ngay lập tức đặt dấu ấn với pha lập công rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Nhưng với tấm thẻ vàng thứ hai của Harry Maguire, mọi thứ đã chấm hết với Man United khi lần lượt João Pedro và Dennis ghi hai bàn thắng để nhấn chìm Man United với tỷ số 4-1. Bước vào trận cầu đinh của vòng đấu này với Arsenal, Liverpool chính tổn thất nặng nề về mặt nhân sự. Ngay trong 45 phút đầu, Liverpool đã tạo ra thế trận áp đảo với tỷ lệ kiểm soát bóng 64% và tung ra đến 11 cú dứt điểm. Phút 39, Sadio Mane dễ dàng đánh đầu hàng gục Ramsdale mà tỷ số trận đấu. Sang hiệp 2, Diogo Jota dễ dàng loại bỏ Ben White và Ramsdale trước khi dứt điểm vào lưới trống nâng tỷ số lên thành 2-0 cho Liverpool. Hai pha lập công sau đó của Salah ở phút 73 và Takumi Minamino ở phút 77 đã giúp đội chủ nhà đánh bại Arsenal với tỷ số 4-0. Thất bại này khi mà trận bất bại Premier League của thầy trò Mikel Arteta dừng lại ở con số 8. Pháo thủ vẫn đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng nhưng hiện đã kém 3 điểm so với top 4. Một số kết quả đáng chú ý khác ở vòng 12: Leicester City trên sân nhà để thua 0-3 trước Chelsea. Aston Villa với tân thủ trưởng Steven Gerrard đã có chiến thắng đầu tay 2-0 trước Brighton. Burnley và Crystal Palace hòa nhau 3 đều. Đó cũng là kết quả trận đấu giữa Newcastle và Brentford. Norwich vượt qua Southampton với tỷ số 2-1. Wolverhampton đánh bại West Ham với tỷ số 1-0. Trong lần đầu tiên trên cương vị huấn luyện viên của Barcelona, Xavi tung ra sân đến 8 cầu thủ thuộc đoàn La Masia khi bước vào trận derby thành phố Barcelona. Chỉ có 3 cầu thủ không trưởng thành từ lò đào tạo của Barca đá chính là Ter Stegen, Frankie de Jong và Memphis Depay. Ở hiệp 1, Barcelona đá nửa sân và kiểm soát bóng đến 70%. Làm chủ thế trận nhưng Barcelona không gây áp lực đủ lớn khiến hàng thủ của Espanyol mắc sai lầm. Phút 46, từ chấm 11m, Memphis dễ dàng hạ gục Diego Lopez. Nửa cuối hiệp 2, Barca để mất thế trận vào tay của Espanyol. Trước sức ép lớn và lối chơi tấn công mạo hiểm của bầy vẹt, hàng thủ Barca tỏ ra lúng túng. Chung cuộc, Barcelona vẫn may mắn có được 3 điểm với tỷ số sát nút 1-0. Khởi đầu không thực sự ấn tượng như thời Xavi, nhưng Barcelona điều quan trọng nhất là vẫn có được 3 điểm. Kết quả vòng 13 La Liga, Celta Vigo và Villarreal hòa nhau 1 đều, Sevilla và Alaves hòa nhau 2 đều, trong khi Atletico Madrid cũng có chiến thắng sát nút trước Osasuna. Với lối chơi quyết liệt, Lazio đã gây ra nhiều khó khăn cho Juventus. Chỉ sau 15 phút thi đấu, lão phu nhân đã gặp tổn thất về mặt nhân sự khi Danilo gặp chấn thương và phải rời sân, nhường chỗ cho Kulusevski. Nhưng trong một thế trận khó khăn, Juventus lại biết cách tạo ra sự khác biệt. Nhờ sai lầm của hàng thủ Lazio. Phút 23, từ chấm 11m, Leonardo Bonucci không bỏ lỡ cơ hội đánh bại Reina, đưa Juventus vượt lên dẫn trước. Với bàn thua này, Lazio buộc phải đẩy cao đội hình, còn Juventus chơi phòng ngự phản công. Ở phút 81, Juventus được hưởng quả phạt đền thứ hai. Leonardo Bonucci tiếp tục nhận trọng trách và đã hoàn thành cú đúp nâng tỷ số lên 2-0. Tỷ số này là quá đủ để lão bà trở thành đội bóng đầu tiên đánh bại được Lazio tại Olympico mùa này. Một số kết quả khác ở vòng 13 Serie A: Atalanta có được chiến thắng 5-2 trước Spezia, Fiorentina vượt qua AC Milan 4-3. Với ưu thế sân nhà và đẳng cấp vượt trội, PSG đã không giấu giếm ý đồ đánh phủ đầu năng. Khi khán giả trên sân còn ngồi chưa ấm chỗ, bàn thắng mở tỷ số đã đến với pha lập công của Mbappe. Sang hiệp 2, thế trận một chiều vẫn được PSG duy trì, nhưng Năng bất ngờ có bàn sang bằng tỷ số 1 đều. Phút 81, Denis Apia của Năng có pha đốt lưới nhà. 6 phút sau, nhận được đường chuyền của Mbappe, Messi lặng lùng dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm, bóng ngầm thẳng vào góc cao và ấn định chiến thắng 3-1 cho PSG. Sau 14 vòng đấu, cuối cùng, Messi cũng đã mở được tài khoản của mình ở Lyon. Tiền đạo người Argentina như cởi trói áp lực và nở nụ cười rất tươi khi ăn mừng bàn thắng. Đây là màn chạy đà hoàn hảo cho đội bóng của Mauricio Pochettino trước khi họ bước vào trận đại chiến với Manchester City tại Etihad vào giữa tuần. Theo Fabrizio Romano, ban lãnh đạo Manchester United đã tổ chức một cuộc họp khẩn ngay sau trận thua trước Watford. Sau cuộc họp nội bộ kéo dài 5 giờ đồng hồ, ban lãnh đạo cuối cùng cũng đã quyết định xuống tay với Solskjaer. Từ nguồn tin nội bộ của Man United, Fabrizio Romano xác nhận Man United đã chốt phương án sa thải Solskjaer. Quyết định này đã được phó chủ tịch điều hành Joe Glazer thông qua. Được biết, Man United và người đại diện của Solskjaer đang đàm phán về một thỏa thuận đền bù.
Ngay sau khi tìm được tiếng nói chung về vấn đề này, Quỷ Đỏ sẽ chính thức công bố trên truyền thông. Chia tay sâu xa, Man United đang nhắm đến hai ứng cử viên sáng giá là Brendan Rodgers và Zinedine Zidane. Các chấn thương và vấn đề về thể lực khiến Aguero chỉ mới có 5 lần ra sân kể từ đầu mùa giải và ghi được đúng một bàn cho Barcelona. Mọi chuyện trở nên tệ hơn với tiền đạo người Argentina khi anh bất ngờ gặp vấn đề về tim mạch. Căn bệnh của Aguero dường như nặng hơn chẩn đoán ban đầu và anh có thể sẽ phải treo giày sớm để đảm bảo sức khỏe. Phóng viên nổi tiếng của Tây Ban Nha Gerard Romero tiết lộ Aguero đang chuẩn bị công bố chia tay sân cỏ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tiền đạo này sẽ họp báo xác nhận việc chia tay vào tuần tới. Như vậy, Aguero sẽ phải kết thúc sự nghiệp của mình sau 18 năm chinh chiến từ Nam Mỹ cho đến châu Âu.